tiểu sử diễn viên Đồng Dao, hành trình nỗ lực khẳng định bản thân. Luận về tài năng lẫn nhan sắc, Đồng Dao không hề thua kém bất cứ nàng tiểu hoa nào. Nhưng vì may mắn mỉm cười với cô có hơi muộn, nên phải mất gần 16 năm mới có thể nổi tiếng. Đồng Dao sinh vào ngày 11 tháng 8 năm 1985, chiều cao 1m69, quê quán thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Học vấn Học viện Hí kịch Trung ương, nghề nghiệp diễn viên. Thời gian hoạt động từ năm 2002. Bộ phim nổi bật 30 Thôi Mà, Đại Giang Đại Hà, Ai Nói Tôi Không Thể Kết Hôn, Tương Dạ, Cô Ấy Không Hoàn Mỹ, Như Ý Chuyện, Định Chế Hạnh Phúc, Bạch Phát Ma Nữ. Nhìn Đồng Dao đời tư kín kẽ, nhiều năm đóng phim nhưng vẫn không nổi tiếng, ai cũng nghĩ do gia cảnh của cô không tốt nên sau lưng không có người trông đỡ, vì thế mà sự nghiệp mới lận đận như vậy. Nhìn Đồng Dao mạnh mẽ, có vẻ ngoài trưởng thành hơn tuổi thì ai cũng nghĩ có lẽ vì Đồng Dao từ lập sớm. Nhưng không phải, Đồng Dao là con một từ nhỏ nên đã được cha mẹ cưng chiều hết mực. Ngay từ khi còn bé, cô đã sở hữu ngoại hình xinh xắn, tư chất nghệ thuật bộc lộ sớm nên được theo học múa, hát và đàn. Nhờ được tham gia vào các nhóm nghệ thuật thiếu nhi của địa phương, Đồng Dao đã được lên Bắc Kinh để theo học chương trình trao đổi. Sau một thời gian ở nơi tập trung nhiều nhân tài văn hóa nghệ thuật, Đồng Dao đã trở về quê nhà Côn Minh với quyết tâm thi đậu vào trường nghệ thuật danh tiếng. Cô đã tự lên kế hoạch rèn luyện cho mình và có bước tiến lớn khi mà thi đậu vào Học viện Hí kịch Trung ương Trung Quốc. Đồng Dao đã trở thành niềm tự hào của gia đình và người thân ở quê nhà cô. Luận về tài năng lẫn nhan sắc, Đồng Dao đã không hề thua kém bất cứ nàng tiểu hoa đán nào cùng lứa. Chỉ vì may mắn mỉm cười với cô có hơi muộn mà mức độ vất vả và nỗ lực vươn lên trong sự nghiệp của Đồng Dao có cao hơn mọi người một chút. Chỉ cần nhìn lại hành trình thu hái được những thành công của nữ diễn viên ngày hôm nay thì đã đủ để làm được một bộ phim hay. Về hành trình sự nghiệp của Đồng Dao, tuổi 17 bước vào làng giải trí với cái tên Tiểu Trương Tử Di. Đồng Dao bước vào làng giải trí vào năm 2002 qua bộ phim đầu tay Lâm Hải Tuyết Nguyên của đạo diễn Lý Văn Kỳ với một vai diễn rất nhỏ. Nhờ vào vẻ ngoài thanh tú và có nét hào hào với đan chỉ Trương Tử Di mà Đồng Dao đã nhận được sự quan tâm từ các bạn bè cũng như các đạo diễn. Không may mắn, chỉ sau đó một năm, scandal Đồng Dao bị bạn trai bạo hành đã nổ ra khiến cho cô bị rơi vào khủng hoảng tâm lý. Đó là thời gian mà Đồng Dao vẫn còn theo học tại Học viện Hí kịch Bắc Kinh. Tại đây, cô có quen và hẹn hò cùng với con trai của nam diễn viên Trương Quốc Lập là Trương Mặc. Nhưng anh chàng này có tính hay ghen và trong một lần mất kiểm soát đã đánh đập dã man Đồng Dao. Cô bị thương ở mũi và mắt, thị lực bị giảm 0,6% và có rất nhiều vết thương ở trên người. Tại sở cảnh sát, Trương Mặc cho biết lý do anh đánh bạn gái là vì nghi ngờ cô ngoại tình với nam diễn viên Hoàng Định Vũ. Trong giây phút nóng giận, anh đã động tay động chân với Đồng Dao. Trương Quốc Lập sau đó đã đứng ra dàn xếp với Đồng Dao giúp Trương Mặc thoát án phạt bạo hành. Tuy nhiên, anh vẫn bị Học viện Hí kịch Trung ương đuổi học. Sau khi công bố vụ việc này trên báo chí đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của dư luận và gây chấn động làng giải trí một thời gian rất dài. Thậm chí đã làm cho diễn viên Trương Quốc Lập cũng bị ảnh hưởng danh tiếng vì con trai. Ngay sau đó, Đồng Dao cũng chia tay với Trương Mặc và hoãn lại mọi công việc khi mà sự nghiệp chỉ mới bắt đầu. Câu chuyện này khi đó đã bị báo chí khai thác quá nhiều. Một số người ác ý đã cho rằng Đồng Dao muốn được nổi tiếng nhanh nên đã dùng chiêu trò này. Suốt 5 năm sau đó, cô đã gặp vấn đề về tâm lý trầm trọng. Bên cạnh đó, còn không nhận được bất cứ lời mời đóng phim nào dù là một diễn viên trẻ tài năng. Thời gian cứ thế trôi qua, Đồng Dao gần như vắng bóng trong làng giải trí. Mọi người cứ tưởng rằng cô đã chuyển nghề khác. Thực chất, cô vẫn nuôi ước mơ nghệ thuật bằng những dự án nhỏ, những bộ phim có tính tuyên truyền chứ không chen chân được với thị trường sôi nổi. Hơn 10 năm nỗ lực không ngừng, nữ diễn viên đã luôn cố gắng để thoát khỏi biệt danh Tiểu Trương Tử Di, liên tục tham gia vào nhiều vai diễn chính phụ trong rất nhiều bộ phim như Gió Tuyết Đài Bắc, Bạch Phát Ma Nữ, Ba Ba Mau Lớn Lên, Định Chế Hạnh Phúc. Nhưng vận may mãi không mỉm cười với cô. Mãi cho đến năm 2017,
đồng dao với gặt hái được trái ngọt đầu tiên qua bộ phim điện ảnh Không Dám Nói Yêu Người và được một số khán giả quan tâm. Khi mà bộ phim Hậu Cung Như Ý Chuyện đại bạo vào năm 2018, đồng dao mới bắt đầu nhận được sự quan tâm lớn nhờ thủ vai Cao Quý Phi, Cao Hy Nguyệt, xinh đẹp nhưng số phận trắc trở. Phải nói đây chính là cơ hội chờ mình của đồng dao. Tuy chỉ xuất hiện ở phần đầu bộ phim nhưng khí chất cùng với diễn xuất của đồng dao lại tinh tế và nổi bật không hề kém cạnh các nàng đại hoa Châu Tấn đóng cùng. Trong bộ phim, đồng dao đã lột tả một cách chân thật từ thần thái đến ánh mắt, thể hiện rõ nội tâm Cao Quý Phi một cách xuất sắc. Nhờ đó tên tuổi của đồng dao lúc này mới thực sự được chú ý đến nhiều hơn và được các nhà sản xuất lưu tâm. Sau đó, thành công của vai diễn này, đồng dao cũng đã nhận được nhiều bộ phim có đầu tư tốt hơn. Bên cạnh đó, Cao Hy Nguyệt không chỉ mang đến bước ngoặt trong sự nghiệp của đồng dao mà còn giúp cho cô trở thành gương mặt đắt sâu quảng cáo, làm đại diện và đặc biệt là cái tên mà nhiều nhà làm phim nghênh đón. Sau bước ngoặt Cao Quý Phi năm 2019, đồng dao đã trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Đại Giang Đại Hà, Núi Cao Sông Dài đóng cùng với Vương Khải, Đồng Tự Kiện. Vai diễn người phụ nữ bất hạnh qua đời khi mà đang mang thai con đầu lòng cũng đã mang đến sự rung động, thương cảm sâu sắc cho người xem. Cũng chính vai diễn Tống Vận Bình này cũng đã giúp cho đồng dao nhận được giải thưởng Bạch Ngọc Lan cao quý ở hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc. Không dừng lại ở đó, vai diễn này còn giúp cho đồng dao trở thành thị hậu khi mà nhận được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Ưng 2020. Năm 2020 lại tiếp tục là một năm bạo hồng của đồng dao khi mà đảm nhiệm vai Cố Dài, một người mẹ hiền, đảm đang, mạnh mẽ, biết cách chăm sóc bản thân trong bộ phim 30 Thôi Mà. Dù không phải là dự án nổi bật ngay từ khi bắt đầu, cũng không sở hữu dàn diễn viên ngôi sao, nhưng 30 Thôi Mà bỗng trở thành hiện tượng màn ảnh nhỏ khắp châu Á, trong đó sự bứt phá của nữ diễn viên đồng dao khiến cho mọi người đều kinh ngạc. Bản thân đồng dao đã trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt nên khi tham gia 30 Thôi Mà, cô đã trở thành tâm điểm của bộ phim. Cố Dài của đồng dao đã sống động đến từng chi tiết, khiến cho người xem không thể rời mắt mà phải chăm chú theo dõi sự tinh tế, khéo léo của cô và cả những khát vọng giàu sang khiến cho cô xa rời người chồng thanh mai trúc mã từ thuở Hàn Vi. Nhân vật Cố Dài của đồng dao cũng đã nhanh chóng trở thành từ khóa được tìm kiếm trên mạng xã hội. Diễn biến tình cảm và cuộc sống gia đình nhỏ của nhân vật đã nhận được nhiều phản ứng tích cực của khán giả. Theo từng tập phát sóng, các biểu cảm đa dạng của Cố Dài được mọi người thích thú cắt clip, chia sẻ, bình luận rôm rả. Cố Dài chị Tiểu Tam, Cố Dài bảo vệ con trai, Cố Dài chị người chồng ngoại tình vì yêu nghệ thuật. Sự yêu mến của khán giả đã chứng minh cho tài năng của đồng dao khi mà thể hiện một Cố Dài sống động trên màn ảnh. Nhờ đó mà khi đứng bên cạnh hai bạn diễn có phần nhỉnh hơn về danh tiếng là Giang Sơ Ảnh và Mao Hiểu Đồng, đồng dao vẫn không hề bị lu mờ, thậm chí còn chiếm hết hào quang. Có nhiều tin tức cho biết, vai diễn này đáng ra thuộc về Đông Lệ Á, nhưng Đông Lệ Á đã bỏ vai và có lẽ không ai phù hợp với vai Cố Dài hơn đồng dao. Vì vậy, phim chỉ lên sóng vài tập đầu, cô đã nhanh chóng lọt hot search và 30 Thôi Mà cũng đã trở thành đề tài nổi như cồn được công chúng háo hức đón xem. Vai diễn Cố Dài này còn giúp cho đồng dao vượt mặt nữ chính phiên 1 Giang Sơ Ảnh, nhận giải nữ chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Bạch Ngọc Lan lần thứ 27, dù cô chỉ là nữ chính phiên 2. Sau nhiều năm ăn cơm tại phim trường thì cuối cùng đồng dao cũng đã có chỗ đứng vững chắc cho mình, cũng như khẳng định được năng lực diễn xuất đỉnh cao của bản thân. Những bộ phim mà đồng dao đã tham gia: phim truyền hình Lâm Hải Tuyết Nguyên trong vai Bạch Như, Thái Dương Của Ta Siêu Phụ, Trội Lông Gà Hành Tẩu trong vai Tú Vũ, Long Hổ Nhân Sinh trong vai Phương Thục Tình, Thiếu Niên Dương Gia Tướng trong vai Phản Ảnh, Ta Muốn Canh Đồng Người Siêu Phụ, Lần Nữa Phạm Tội trong vai Phương Tiểu, Thương Tình trong vai Trương Tự Huyên, Cửa Thứ Nhất Nổi Gió trong vai Trần Viên Viên, Quân Nhân Vinh Dự trong vai Ngô Tiểu Lệ, Nhà Thường Thái trong vai Hà Văn, Kiều Long Tiêu trong vai Tiểu Bạch Long, Lôi Phong trong vai Chữ Tiểu Huệ, Dân Binh Căn Nhị Đản trong vai Mạnh Hy Tử, Con Một Lề Mề trong vai Lý Tiểu Mạn,
đại trưởng môn trong vai Trầm Phương, thời đại khuê mật mới trong vai Chu Tiểu Bắc, con gái sông lớn, bà ba mau lớn lên trong vai Vương San San, mẹ kế Hứa Đa Đa trong vai Hứa Đa Đa, xoay lưng gặp được người trong vai Vạn Hân Hân, định chế hạnh phúc trong vai Điền Hiểu Ni, thành trung đường trong vai Liên Hoa, như ý chuyện trong vai Cao Hy Nguyệt, tương dạ trong vai công chúa Lý Ngư, đại giang đại hà trong vai Tống Vận Bình, chuyển biến lớn, cô ấy không hoàn mỹ trong vai Cao Sơn, người đẹp trăng sáng gió mát trong vai Thái Sở Sở, ai nói tôi không thể kết hôn trong vai Trình Lộ, 30 thôi mà trong vai Cố Giai, kẻ phan nghịch trong vai Chu Di Trinh, tâm cư trong vai Cố Thanh Du. Phim điện ảnh: Không Dám Nói Yêu Người trong vai Lam Hình, Cựu Long Bội trong vai Vưu Nhị Tỷ, Cỏ Thực Nhân, Giai Dịch Lớn trong vai Trần Dư, Gió Tuyết Đài Bắc trong vai Ngũ Nguyệt, Cái Ôm Dài Nhất trong vai Tiểu Bắc, Sớm Gặp Mãi Yêu trong vai Chu Đỉnh, Cầu Ái Giá Kỳ trong vai Dương An, Bạch Phát Ma Nữ trong vai Khách Phinh, Lễ Mừng Năm Mới trong vai Mỹ Nữ, Săn Ma Hành Động trong vai Kha Uy. Về giải thưởng của Đồng Dao, giải thưởng truyền hình: Liên hoan truyền hình Thượng Hải lần thứ 27, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Lễ trao giải phim truyền hình chất lượng Trung Quốc 2021, ngôi sao phim truyền hình nổi tiếng trong bộ phim 30 thôi mà. Diễn viên xuất sắc nhất của năm trong giải thưởng Star Most Night. Tencent Video Star Award diễn viên truyền hình chất lượng. Giải Kim Ưng lần thứ 30, nữ diễn viên xuất sắc nhất tại phim Đại Giang Đại Hà. Giải Fetian cho bộ phim truyền hình Trung Quốc lần thứ 32, nữ diễn viên chính xuất sắc. Giải diễn viên xuất sắc truyền hình Trung Quốc lần thứ 7, nữ diễn viên trong nhóm lục. Liên hoan truyền hình Thượng Hải lần thứ 25, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Lễ trao giải chất lượng phim truyền hình Trung Quốc 2019, ngôi sao phim truyền hình xuất sắc hàng năm. Lễ FIA niên công suất hàng năm, giải thưởng diễn viên. Giải thưởng người nổi tiếng, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Lễ trao giải nữ diễn viên đột phá hàng năm 2013, diễn viên đột phá, mẹ vợ của đứa con duy nhất. Về đời tư kín tiếng và gia đình hạnh phúc của Đồng Dao. Vì sự cố thời tuổi trẻ nên cuộc sống riêng của Đồng Dao ít được đề cập. Bản thân của cô cũng là người e dè với giới truyền thông nên thông tin và đời tư của cô vô cùng ít ỏi. Sau bộ phim Như Ý Chuyện, cuộc đời của Đồng Dao cũng đã rẽ hướng sang một nội dung khác khi mà cô bí mật kết hôn tại Ý với bạn trai lâu năm Vương Nhiễm. Theo thông tin hiếm hoi mà giới truyền thông khai thác được, anh là người tài giỏi, CEO của một công ty đầu tư lớn, từng tốt nghiệp đại học Harvard. Người chồng của nữ diễn viên hơn 17 tuổi và đã gắn bó với cô suốt 7 năm trước khi hai người chính thức lấy nhau. Sau một năm đám cưới, Đồng Dao cũng hiếm khi xuất hiện bên chồng. Bù lại, công việc của cô ngày càng thăng hoa, trở thành nữ diễn viên Hoa ngữ nổi bật nhất mùa hè năm 2020. Trong thời gian tới thì khán giả đã háo hức chờ đợi những dự án mới của người đẹp tài năng này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.